tôi không có. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi không có làm gì hết á. Trời ơi bà con cô bác ơi, coi nè, thằng này nó sàm sỡ con ta nè. Anh ơi, anh hiểu lầm rồi, tôi không có, tôi chưa có đụng chạm gì cô ấy luôn á. Mày còn chối hả mày? Mày không đụng chạm sao con ta khóc hả? Anh ơi, có bằng có chứng gì á thì anh phải nói rõ chứ, tự nhiên bắt tôi nhận vậy sao tôi nhận được. Trời ơi, ngài băng mặt mà làm cho tào lao vậy? Không có anh ơi, không có, tôi không có làm mà. Mày nói không hả? Không làm sao con ta khóc hả? Tôi không có làm. Chuyện gì mà bu đông dữ mấy anh? À, thằng mày sạm sỡ nhỏ này nè. Tôi không có mà. Oan cho tôi lắm á. Rõ ràng là anh mới vừa bóp vậy mà nó không có hả? Bây giờ nè, hỏi mày có đền tiền cho người ta không? Tôi không có, tôi bắt tôi đền được. Mày không có hả mày? Ê, anh ơi, cái gì từ từ, chưa chơi mà đánh ta vậy sao được? Không phải chuyện của mày, biến cho cá đi. Bây giờ tao hỏi mày có đền không? Đi. Đền nhanh lên. Mặt mày đẹp đẽ mà biến thái. Ủa đẹp trai quá trời biến thái. Tôi còn bao nhiêu à? Mày đền cho con bé này chứ không phải đền cho tao. Bọn mày bóp đến tao hả? Đó, thấy chưa? Tội nghiệp bé hết biết luôn. Tôi xin lỗi. Ôi cũng đẹp trai quá trời quá đất mà. Trời ơi nhục quá đi rồi kìa bà con, thấy chưa? Đó mọi người thấy không? Thôi em đi về đi chứ em đứng đây hồi coi mấy thằng khác nó sàm sỡ nữa đó. Đi đi. Đẹp quá khổ nha. Tội nghiệp hết biết. Thôi vậy thôi nha, bye bye mọi người nha. Yeah. Tao có làm cái gì đâu. Tự nhiên bắt tao là phải sàm sỡ. Nói tao sàm sỡ vậy. Chết khuất đi trời. Anh Tấn, có đơn hàng nè, giao luôn nha. Hàng quá gì? Không, vứt hết đi. Trời ơi, làm gì mà xỉn sai với cha nội. Uống cho quên hết sự đời. Thôi đi cha, đi về nhà. Uống xỉn sai kiểu này ông ngã ngoài đường rồi ai đỡ ông. Tao nói cho mày biết, tao oan ức lắm. Tao chưa có đụng chạm gì con nhỏ đó hết á. Tự nhiên nói tao sàm sỡ. Tao không có sàm sỡ đâu. Nói như vậy tao nhục lắm tính. Tao rất là nhục. Rồi em biết rồi. Cái chuyện nó chưa sáng tỏ nữa hả ta? Thì thôi bây giờ cũng phải bình tĩnh chứ, để em coi có cách nào em giúp cho chứ, xỉn sai về hoài có ngày chết ngoài đường không nội. Mày cứ để cho tao chết. Tao mà chết rồi là tao hết nhục. Ông khùng quá đi. Chết chóc gì ở đây? Đi về nhà. Đi. Trời ơi, mày đặt hát bính nữa. Kệ người ta, nhắc mới nhớ. Sáng xong lấy 10 triệu, lấy có 800 ngàn rồi ai ăn ai nhịn. Nghĩ sao vậy? Không thấy cái thằng mặc áo bay màu đỏ hả? Tôi sợ người ta phát hiện, cho nên là mình lấy chỉ nhiều thôi. Ủa mắc gì sợ nó? Chia nè, bây giờ đứa 400, rồi chia xong rồi đi nhậu. Có 800 ngàn chia, thôi đi nhậu đi. Thì cũng phải rõ ràng chứ. Thì ra là đồng bọn với nhau. Lần này tới công chuyện với tôi rồi. Cái này bao nhiêu một hộp vậy anh? Cái này 20 em. Dạ. Á, anh làm gì vậy? Trời ơi biến thái nè bà con cô bác ơi, thằng này biến thái nè. Trời ơi bà con cô bác ơi, cái thằng này biến thái nè. Biến thái gì anh trai? Anh nói rõ ra được không? Anh bóp đít tôi mà anh còn nói gì nữa hả? Ủa bằng chứng đâu mà cô nói tôi đụng chạm thân thể của cô? Trời, bây giờ anh cần bằng chứng hả? Không để tôi kêu anh bóp đít tôi lại rồi tôi có bằng chứng. Anh nói chị mắc cười quá à. Ồ, vậy đó hả? Mày còn chối hả? Tao đưa mày lên công an nè. Dạ. Bây giờ làm gì? Ê đứng lại. Tôi có làm gì đâu bóp đít tôi. Khỏi chối nữa. Thả tôi ra. Tôi nói cho hai người biết, tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng hai người thông đồng với nhau, giả bộ nói người ta là sàm sỡ, xong quay video clip livestream lại rồi làm gì, rồi tống tiền người ta, lấy tiền đó ăn chia với nhau hả? Tao không cần biết gì hết. Tao chỉ biết mày là thằng biến thái. Tôi không biết gì hết. Tự nhiên anh sàm sỡ tôi rồi anh còn đổ oan tôi nữa. Hai người muốn thanh minh thanh nga gì á, đến đồn công an mà nói chuyện. Thả ra. Ấy giờ không thả thì sao? Tao mà biết mày là ai á, mày chích mày ha mày đó. Tôi nói cho anh biết luôn, tôi là tính shipper. Vậy tính shipper thì không có gì là khó. Còn bây giờ lên phường.